Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là Yolo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn đã biết video trước thì sau 3 trận thua liên tiếp, tính cả video trước đó nữa, thì chúng ta đã bị Real Madrid bỏ xa với khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng mà bởi vì bây giờ chúng ta đang sống trong những ngày đầu của tháng 1, cho nên hãy tập trung vào vấn đề chính là cửa sổ chuyển nhượng. Như các bạn đã thấy ở đầu video thì mình cũng đã hoàn thành bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đó là việc đem về Jesse Rodriguez, cầu thủ trẻ của Real Madrid. Và cùng với đó thì mình cũng đã nhận được lời đề nghị mua Ignacio ở Partey từ Swansea City. Ngoài ra thì đương kim vô địch Champions League Bayern Munich cũng đã bày tỏ sự mến mộ đối với tiền vệ chạy cánh của mình là Olajuwon, và họ sẵn sàng bỏ ra mức giá 38,5 triệu bảng cho cầu thủ người Hà Lan. Và với tình hình hiện nay, khi mà cả hai cầu thủ này không phải là không thể thay thế, cho nên mình cũng sẽ đồng ý bán luôn. Bởi vì số tiền thu được sẽ là rất lớn và mình có thể đầu tư vào những ngôi sao khác. Nếu mà thương vụ của Ignacio ở Partey thành công thì cầu thủ trẻ của mình là Mattia De Ciclio sẽ trở về vị trí quen thuộc là bên hành lang cánh phải. Và để trám vào vị trí của hậu vệ bên trái thì mình cũng đã hỏi mua Philippe Luis từ Atletico Madrid và Domenico Cristito của Zenit. Từ trước đến giờ thì vị trí hậu vệ trái của đội tuyển Ý là thuộc về Banzaretti, nhưng mà gần đây thì ông Brandelli cũng đã trao cơ hội cho Cristito khi mà cầu thủ này thể hiện một phong độ khá là tốt ở màu áo của Zenit. Điều đó cũng nói lên phần nào cái tài năng của cầu thủ trẻ này. Và ở trong FIFA 13 thì mình cũng đã từng tạo một AC Milan với toàn cầu thủ Ý trong đó, và mình cũng đã xài thử Cristito và thật sự là anh này cũng được, không phải là xuất sắc lắm nhưng mà cũng tạm được ở trong cái FIFA 13. Và trong FIFA 14 này luôn thì hậu vệ trái ưa thích nhất của mình vẫn là Fabio Contrao, nhưng mà thật sự là Domenico Cristito cũng không tệ đến mức đó, nghĩa là xét trên thang điểm 10 trong ý kiến của mình thì anh này cũng được khoảng 7 hoặc 8 gì đó. Bởi vì ở series của Tottenham thì mình cũng đã hỏi mua Fabio Contrao rồi, cho nên mình sẽ không lặp lại cái điều đó ở trong series này, giống như là lúc mà mình làm Pokemon cũng vậy. Nếu mà mình đã sử dụng một con Pokemon ở series trước rồi thì ở series sau mình sẽ cố gắng không bắt con đó hoặc là không sử dụng con đó nữa. Còn Felipe Luis thì mình cũng đã xem La Liga một vài trận gần đây của Atletico Madrid và cảm thấy anh này đã cũng được, cho nên tại sao không. Còn về vụ của Olajuwon, nếu mà cầu thủ này đồng ý gia nhập Bayern Munich và mình nhận được số tiền lớn kia thì mình cũng sẽ đầu tư vào tiền vệ trụ ưa thích của mình là Sami Khedira, và sau đó là một trung vệ khác đó là Adil Rami như mình đã nói ở video trước. Còn một điều nữa là từ hồi chơi cái AC Milan này thì mình cũng đã nhận ra cái sự hiệu quả của những đường chuyền dài. Nếu mà trong đội hình của mình những Mattia De Ciclio hoặc là Paul Pogba là những cầu thủ không có mạnh về mảng này cũng có thể tung ra những cái đường chuyền quyết định cho tiến trình đột phá, thì mình tự hỏi là những cầu thủ chuyên về chuyền dài như là Luka Modric, Andrea Pirlo, Xavi, vân vân thì sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo của mình. Nếu mà những trường hợp như của Pirlo hoặc là Xavi này nọ là quá già đi thì Luka Modric vẫn là một cầu thủ chỉ mới 27 tuổi thôi và vẫn còn có thể thể hiện nhiều. Và mình thật sự muốn đưa anh này về. Cái hồi mà mình còn chơi với Real Madrid thì thật ra trong đội hình tàn sau của họ thì đường chuyền dài hay đường chuyền ngắn gì cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần có bóng thì những Cristiano Ronaldo hoặc là Isco đều có thể tận dụng thành công, cho nên là cái vai trò chuyền bóng của Luka Modric không được thể hiện nhiều. Hiện tại trong đội hình của mình thì vẫn còn những cây chuyền dài như là Marco Verratti hoặc là Keisuke Honda, Andrea Pirlo, Andrea Poli hoặc là Ricardo Kaka, cho nên mình không nghĩ là mình sẽ mang Luka Modric về AC Milan trong thời gian sắp tới. Nhưng mà nếu mà trong tương lai, nếu mà mình bắt đầu một series mới thì mình cũng sẽ cân nhắc mang về tiền vệ người Croatia, bởi vì anh này quá là khủng khiếp đi. Một trường hợp đặc biệt nữa đó là Hulk. Trước giờ thì mình chỉ có cơ hội sử dụng người khổng lồ xanh thông qua việc tập trung đội tuyển quốc gia của Brazil, chứ mình cũng chưa tậu anh này bao giờ về ở cấp độ câu lạc bộ. Nguyên nhân chính là mình quên chứ là mình chưa bao giờ nhớ mua anh này về, và ngay đây thì mình cũng chỉ nhớ chợt nhớ ra giờ mình nói vậy thôi, chứ trước đó mình cũng không có định để ý tới. Nhưng mà ra thì với nền tảng thể lực dồi dào cộng với cú sút chân trái rất là khủng khiếp thì mình nghĩ Hulk cũng sẽ là một nhân vật đáng chơi trong bảng FIFA 14 này. Thật ra là bảng FIFA 13 này cũng đã đáng chơi rồi, nhưng mà sao cũng được. Dù sao thì bây giờ hãy quay lại với cái series AC Milan này. Ở đây thì mình cũng đã hoàn thành bản hợp đồng thứ hai trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đó là Adnan Januzaj, cầu thủ trẻ người Bỉ đến từ Manchester United. Và song song với việc cập bến sân San Siro của cầu thủ trẻ người Bỉ thì Ignacio ở Partey cũng đã nói lời chia tay AC Milan để đầu quân cho Swansea City. Và điều đó đồng nghĩa với việc là mình đã có thể chính thức hỏi mua hai cầu thủ mà mình đã đề cập ở phần trước video, đó là Felipe Luis và Domenico Cristito.
Và ở đây mình đang muốn đẩy nhanh tiến độ cho nên mình cũng sẽ giả lập những cái trận đấu tiếp theo. Thật ra là trận đấu ở đầu video với Fiorentina thì mình cũng đã không định đấu đâu, nhưng mà khi mà đá được tới giữa trận rồi thì mình mới nhớ là đây là kỳ chuyển nhượng mùa đông cho nên bây giờ tập trung vào mấy cái mua bán thì tốt hơn. Nhưng mà quá trễ rồi, mình đã đá hết hiệp một cho nên mình đã cố gắng kết thúc luôn. Và rốt cuộc thì chúng ta cũng đã bị đối thủ cùng thành phố là Inter Milan cầm chân, bất chấp việc họ đã phải thi đấu thiếu người từ khá sớm. Và ít lâu sau đó thì mình cũng đã nhận được tin là Ole John đã đồng ý đầu quân cho hùng sám xứ Bavaria là Bayern Munich. Thì đó cũng đồng nghĩa với việc là ngân sách của mình đã được gia tăng lên khá nhiều. Và ở đây thì mình cũng sẽ đầu tư vào hai mục tiêu còn lại trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đó là Sami Khedira và Adi Rami như mình đã nói ở video trước. Sẽ thật là tuyệt vời nếu mà trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này mình cũng có thể tống đi được Kevin Constant, bởi vì cầu thủ người Guinea thi đấu cũng không tốt cho mình, thật sự là không tốt. Thi đấu rất là tệ rồi, nói thẳng là rất là tệ. Mình đã muốn tống cha nội này đi từ rất là lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì mình vẫn chưa có phương án thay thế ở vị trí hành lang cánh trái. Mattia De Ciglio thì đi đấu vẫn được, nhưng mà thể lực của anh cũng không phải là dồi dào lắm. Còn bây giờ khi mà mình đã mang về được Domenico Cristito thì thật sự là Kevin Constant hoàn toàn không còn nằm trong kế hoạch của mình nữa, ngay cả dự bị cũng không. À, còn một trường hợp của Timo Werner nữa thì thật sự là mình đã xem xét lại và mình nghĩ là nếu mà mình bán được Alessandro Mandri thì mình sẽ cân nhắc mang về cầu thủ trẻ người Đức. Còn lại thì mình thật sự không muốn lại chật chội thêm vị trí tiền đạo, đặc biệt là khi Jesse Rodriguez cũng có thể thi đấu tốt ở vị trí này. Hoặc là bởi vì hiện tại thì Nottingham Forest đang bày tỏ sự chú ý với Mbaye Niang, cầu thủ chạy cánh phải của mình, cho nên là nếu mà thương vụ này chót lọt như Ola John trước đó thì mình cũng sẽ cân nhắc mang về Timo Werner và sẽ để cho anh này đá bên cánh phải và sau đó xoay tua với anh Januzaj. Nhưng mà dù sao thì sau khi giành được chiến thắng 3-1 khá là dễ dàng trước đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray thì mình cũng đã kịp mang về thêm hai tân binh nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đó là Sami Khedira và Adil Rami. Nhưng mà dù sao thì mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ở video tới thì mình sẽ cố gắng hoàn thành kỳ chiến nhân mùa đông. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau. Mình là Đại Yolo. Xin chào.